Chương 10 vật chất bí ẩn. Đỗ Ngũ cười ha hả, vỗ vai Nhất Thành khen 3 tiếng giỏi liên tục. Lưu Hương và đầu tư bên kia đang trừng mắt với Đỗ Ngũ. Giỏi cái đầu ngươi, thơ tục tiêu vậy mà khen, đầu ngươi bị lừa đá. Lưu Hương không lưu tình trách mắng Đỗ Ngũ. Vần điệu rõ ràng dễ hiểu còn chê gì nữa, với lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi có thể nghĩ ra bài thơ đối đáp với đề thi, hắn đã giỏi, các người không phục sao? Đi sang đấy đi, đi cái
Tôi không vô ra đây đi, công phu lại hùng dục. Kể từ lần đến câu bạn hơn 4 năm về trước, dáng vẻ của nàng đã thay đổi ít nhiều. Công phu không còn là vẻ, không còn là thứ trẻ trung năm nào nữa. Nàng giờ đây đã trở nên chững chạc hơn, đôi mắt bồ câu không mất đi vẻ kiều thắng và tràn đầy sự thâm trầm. Nhiều đồ thế cơ à? Không, em cần xe bé thôi nhưng mà toàn xe to thôi. Có lẽ tay âm của anh đã đủ được mắt cô hộp hướng về phía mắt anh. Nhưng vẫn mơ bảo vừa một tiếng trẻ thương khác. Được rồi,
anh hùng hổ ép buộc ánh mắt của cô phải cùng anh đối diện. Rồi từ chữ thốt ra khỏi cửa miệng. Bây giờ cô nghe rõ cho rõ đây, cái chết của quan Lạc Y và quan Phong là một âm mưu. Cô có hiểu không, là mưu sát. Quan Lạc Y vốn không phải tự sát, cô cũng không thể xây dựng khi lái xe. Người vừa rồi là Lý Huyền. Hứa Thịnh khó tin nhìn về phía viện Triển Bằng. Triển Bằng nhíu chặt mày. Người phụ nữ kia chính là người chế tác âm nhạc đứng đầu truyền thông Thịnh Ngu năm xưa, đã làm cả giới giải trí bùng nổ. Thiên hậu Lý Huyền, tại sao Lương Hy lại quen biết với người có quyền thế này, còn cho cậu ta ở phòng đơn vốn là đặc quyền mà chỉ mình mới có? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cả hai con đều bị à? Cái bên đây anh chỉ chị đầu tiên mình nữa. Thôi đừng nữa. Gửi đi.
Đâu ấy? Làm cái kia có cần lắm không? Không cần thì cho khoảng 2 người sang. Linh Linh với lại sang làm cùng đi. Anh không biết làm đúng không? Không biết thì anh. Thôi anh không làm đi. Thôi ok. Em chưa. Lướt lướt hẳn ra đi đâu khô ghét cái mà khô ghét dưới kia không khô ghét lại đi khô ghét ok lướt xuống dưới rồi lăn lăn tích bỏ tích cái dưới rồi ok thì ừ, trên máy làm vào PC tí nay xem mà không cần nữa không lấy làm sau đi anh đang mất máy rồi rồi đăng nhập ok rồi anh nhập vào chôm ở ngoài Thank you.
À, opera đâu? Và cái nào được? Vào được chưa? Vào được thì vào YouTube nhé. Vào cái sim, chỉ vào cái sim này chứ. Vào studio đi. Cái mèo vừa đăng nhập vào là mèo kênh ấy. Anh Thông vẫn chưa xong à? Thì chị chuyển qua bộ 5 năm là sau đấy vào chị qua cái xin có cái tên kênh này, có cái tên kênh của nó, có chưa? Chị coi, có cái tên kênh, có cái tên này, này đã mất, nhấn vào kênh này, xong nhớ vào chuyển đổi tài khoản, cắt cho V, các số S, các số B thì mình quên rồi. Xong nhấn OK nhé. Ở đây đánh cốt này. 261445. Những video ở trong đấy là chưa public ra, bây giờ mình vào mình ngồi mình public ra. Không cần copy cái đấy. Không cần copy cái đấy, cứ vào public thôi. Public thôi. Chỉ vào public thôi. Không cần copy mấy đâu. Còn thì đỡ mất thời gian. Thì mất thời gian đấy. Thì mình điều chuyện nó khác nhau. Đấy, vào public thôi. Trong cái khoản cứ bờ chị public ra hết thì là xong. Anh Thông chưa ấy à? Nhìn chị Linh này, chị Linh làm này, vào public video ra đơn giản thôi trước. Nên xong rồi. Đâu này không? Không gần như em. Đây, xong để public. Đây này, cái chỗ này nữa. À rồi. Bao giờ public ra hết đi nhá thì quẩn cái tiền như này cho em này. Đây này, ví dụ nhé. Tích ví dụ như này. Để cái này thành 50 video này. Xong rồi tích vào đây này. Tích lên cái mục video trên đầu này là nó sẽ tích hết tất cả, thấy chưa? Xong rồi bắt đầu mở chọn bật kiếm tiền sẽ chọn như này nào. Nhìn này. Chọn bật kiếm tiền sẽ chọn vào đây này. Chọn vào cái này. Điểm từ đây xuống nó là cái dòng cuối cùng. Và cuối cùng cách thì dấu cái ngang này. Xong rồi điểm cái bồ như này luôn. Xong rồi dịch sang công việc. Xong rồi nhé. Chỉ nhấn. Ở đây nó có 58 video này. Nhưng mà cái trang trước đấy chỉ hiển thị được 50 video thôi, hiểu không? Thì mình sẽ loát nó sang cái trang sau. Thì ở đây bật nút những cái video còn lại. Nếu mà video ngắn như ngày trước quay 8 tiếng 15 30 phút ấy. Những cái video nào nói chung là những cái video dưới 1 tiếng đổ lại ấy, thì mình sẽ ẩn nó đi. Bình thường là mình đang để công khai như này thì những cái video dưới 1 tiếng ấy, thì mình sẽ để nó về cái chế độ riêng tư, được chưa? Còn những cái video mà trên 1 tiếng, 2 tiếng đổ lại ấy, là mình sẽ bật công khai với cả bật thông tin lên. Những cái video dưới 1 tiếng kể cả 5 mấy phút cũng ẩn hết cho em nhé.
cứ trên 1 tiếng đến 2 tiếng nữa. Anh không hiểu chưa? Anh có làm sai. Mày thấy trước anh làm sai. Anh làm sai quá nhiều, anh đi sửa quá nhiều. Siêu. Anh sao trả lời bảo anh được. Trả anh. Anh đi cho nhỏ suốt à. Hả? Cái không này cứ trẻ em này thì vào cài đặt này. Đây nhá. Vào cài đặt này. Cái không dành cho trẻ em ấy, thì vào cái cài đặt ở đây này. Xong vào chỗ cây. Và chỗ cài đặt lên cao. Xong đập, xong tích vào đây này. Tích vào phía giữa không dành cho trẻ em này. Xong lưu này. Thì nó thì tất cả những cái sau mình không phải chọn. Nó sẽ lưu luôn. Thì lúc đấy mình chỉ cần vào mình bấm công khai. Và rồi công khai đã hết đi thì mình ăn tích vào mình bấm kiếm tiền một loạt. Thì nó sẽ đơn giản hơn. Ai làm kênh nào thì con tiền một đội ép cho em nhé. Cho đỡ lận. Đội ép là cái này. Không đến đây. Không có chỗ này. Đấy. Đưa là chén đấy. Cái thông làm đi, không kịp nữa, không kịp rơi. Những video dưới 1 tiếng thì để cái chế độ của riêng tư của em phần hết này. Những cái video trên 1 tiếng thì để công khai với sau một lần kiếm tiền này. À, làm ở tận chỗ kênh được kiếm tiền thạch ạ. Đây là em lịch đăng này. Em gửi link vào đấy đây. Kênh nào? Yeah, thì nếu con nào mà em nó đã đã áp ấy, thì làm những con đấy. Làm kênh nào thì nó tên vào. Trong đấy mỗi cây có khoảng 50 đến 100 video. Chỉ có 50 video. Video còn 5 cái video sau 55 cái video sau để xem là
trên một tiếng thì mình cắt hết mật, còn dưới một tiếng thì mình cắt hết. Là studio mà em bảo một studio mà biết, anh có biết tìm kênh chưa? Tìm nó, đi tìm nó kênh nó. Nhấn vào chuyển đổi tài khoản ấy, xong nhấn Caption F, Caption F, Caption B đây để tìm. Một tiếng là ok đúng không? Một tiếng là ok. Còn dưới sẽ một tiếng là ok. Bình thường thì của hãng nào cũng hỏi những cái sự sổ biết. Trước khi chưa từng chỉ làm những con app chơi thì là đã là những con app thì là đã ăn rồi, còn là chưa ăn thì làm sao? Không cần đợi, chị chỉ cần thao tác là sẽ xong. Không, cái đấy là video người quay hoa. Cái này còn cương thì cứ làm. Anh phải vào anh public mấy cái đấy ra đấy chứ. Bây giờ vào có biết đấy, vào phần video anh không kích một phát ấy thì được không? Ở cái chung cái để mình ra tìm hay rồi. Giao diện nó vẫn thế, nhìn thì mấy đâu? Cái kia nó vẫn ở các vị trí đấy thì nhớ thì thôi. Không thấy mấy cái mèo tiếng lòng tòng hoàn vẫn làm bình thường. Nãy mà tìm nào hay cái gì đỡ không?
Thank you.
Sao kinh chưa có nhỉ? Thế thì có chưa? Mình vào đúng chưa? Chả có cần nào là không có cả.
Đúng. Thank you.
nhiều video kiểu mình thấy 50 nhưng mà nó phải chuyển trang nó mới nhận được giới thiệu trong cái đi ra một tiếng trăm gái trăm gái chị đi để nó mới nó hiện ra nó phải chuyển trang khách. Hình vừa nãy khó rồi nhé. Không nhé. Chỗ đấy mình đã chăm con chị. Mỗi người chị cả hôm nay bây giờ hơn 100 con. Anh nói là làm chục nhưng làm bây giờ làm được 2-3 con. Tao cũng đã tao không làm. Và tao dùng có 2 máy, 3 máy. Còn một cái máy đi và dưới đi xử lại sẽ quay ra làm. Em kéo vào mấy con nó lạo rồi em kéo lên trên nhé. Không có các cách loại các bạn. Như kiểu cho nó đan mạch cùng nhau ấy. Thế em nốt bên kia chưa? Nốt bên xích cách làm em làm từ đâu đến đâu chưa? Thì bây giờ em kéo mấy nốt lại. Ờ. Nhưng mỗi chỗ một tí, mỗi chỗ một tí. Thì tích vào 4-5 cái video mấy phút đấy tổng được mà. Cũng như lúc chị bật cái tiền
như vậy. Không có. Thế nào? Thấy chị thế nào? Là sao? Là con đấy đã được 454 rồi. Là không đủ hết rồi. Hay em lên lấy của Yến thôi á. Yến là hết mail rồi. Ừ. Ừ. Thì em cứ ghi chị đến mail lại trên Malai ấy. Ờ, lên lấy lên làm số đoạn Malai kìa. Số đoạn đi làm của em đó. Mấy con đấy, mấy con đấy, chị vào một cái app, con nào mà chị app thì vào một cái app. Ừ. Mà cũng không, cái đấy, tầm này cũng không quan trọng, nó cứ là anh thông được cái nào anh thông chưa sao anh lâu thế kênh chờ kiếm tiền thôi bây giờ chỗ quân đi quân bây giờ con vừa nãy em xem là con đi con Thái Bình cũng bị chỉ cứ bắt nó hai con đấy để xong làm cái đấy thì tại cái gì để Quân nếu là xong đi đoạn cốt 8 số thì Quân không cần số hả? Khi đoạn cốt 8 số Quân này Quân kéo một dài như thế này không? Ai kéo? Quân lúc đầu chắc mới làm chiếc men. Như nào? Đây này thì nó mua ô này nó gồm cả 10 cốt đây này lúc không cần phải sửa. Kệ nó. Để anh khắc vào nó sửa. Tối
À, chắc phải mua bát chuột thôi, đau tay quá. Thank you.
Được biết chơi không? Hả? Được biết chưa? Được biết chưa? Được biết rồi. Chị lên được 2 cây rồi. Anh lên được 2 cây rồi. Cái này chưa còn kiếm tiền đấy, chưa xong thôi. Cái đấy thì cứ kể đi. Cái này là nó, nếu mà mình bật kiếm tiền làm video thì nó hơi mất thời gian, nên là mình cứ vào mình bắt thôi chứ. Còn thì ở mình tích thì mình bật hàng loạt. Anh cứ nhắn tin cho anh rồi anh cấp. Ừ. Thế giờ như là hai anh em thống nhất với nhau đi. Mai Linh hay cái gì? Đây à? Mai cái link gì vậy? Không, cái đấy chị ấy ở chị.
Chứ em về com gửi cho nó cho nhanh. Com công nhận như thế. Rồi còn bảo là đi nhớ mail. Nhưng mail mình bảo là cái mail của em không nhớ nổi ấy, bởi vì cái trước giờ ra là em đã mất cả đời nữa. Chỉ là nó đau đầu thật. Bật cái tiền thì up là hết rồi nha, xong bật cái tiền thì nhấn tích vào đây, tích vào cái trên cột này thì nó chọn cho tất cả video ở dưới này, được chưa? Đây này, cái này thì bình thường nó sẽ ở 50, mình sẽ chọn xuống 50, xong mình tích một phát như này, được chưa? Xong mình sẽ vào edit, vào cái phần này, đây, nó ngăn hai và dòng đấy thì cái này nó đang cuối cùng đấy, nhấn vào cái này, xong ở đây mình nhấn on, mặc định là nó sẽ là on nhé, xong mình sẽ update video. Click vào đây, update. Sau khi mình public ra nhé, thì mình sẽ bật cái tiền hết một loạt, hiểu chưa? Những con nào mà những cái kênh nào mà dưới video nào mà dưới 1 tiếng như này thì mình sẽ ẩn nó đi. Bình thường nó đang ở chế độ public này, thì mình sẽ cho nó về chế độ riêng tư là nó ở cuối, còn public này nó ở dưới này. Đây những cái video 1 tiếng ấy, thì bình thường một kênh chỉ có 100 video như thế. Mình sẽ next sang cái trang thứ hai, bởi vì cái trang 100 chỉ hiển thị được 50 video. Đấy. Xong mình tích vào đây này. Tích lên đầu một phát là nó sẽ chọn tất cả luôn. Đấy. 50 selection này. Edit này. Bật cái tiền này. Bật on này. Update này. Tích vào đây này. Update video này. Đấy. Không cần đợi nó loát rồi nhé. Xong mình lại next sang trang thứ 3. Trang thứ 3 nó còn 7 video. Tại vì một trang chỉ hiển thị được 50 video. Những cái video ở dưới 1 tiếng như này, này thì ẩn hết đi. Ẩn nhiều video cũng lúc thì cũng tích vào như này. Xong cái điếc, xong vào cái nó ở ngay trên cục mặt tiền luôn, nhấn vào đây mặc định nó sẽ ở ẩn nhé, thì mình sẽ chỉ vào áp lên của các nó sẽ ẩn như thế này. Và cái con lọc ở chung lọc thế nào? Vào bộ lọc, em lọc nó hết. Xong chưa? Hết chưa? Bây giờ làm nhanh gì đấy? Là nhanh, là xong không đấy. Người là em chết rồi, là có cái này là đăng rồi, công khai đây nhé, mình phải để public đi. Cái em bật rồi, kệ đi, mình cứ up thêm một lần đi xong mình.
kênh làm xong rồi là mọi người nó như nào thế? Cứ nói ở đấy hết rồi, chị chỉ cần vào những kênh em làm cả ở đấy thôi. Ai làm thì ai làm kênh nào thì có kênh của em. Em. Ờ, của em đấy. Này là chị gọi là đang làm. Chưa BTS được. BTS được 4K thì mọi người cứ nhìn được vào. BTS này mình lấy cái gì? Em bỏ thêm một tab. Là em gửi lên cái le. Thank you.
anh biết cái chỗ ngã ba ngã tư ở chợ Lương. Được bạn ấy. Mấy đứa ở lại làm thêm tí nhá. Làm cho xong thì chuyển chỗ à? Hả? Mở phun màn hình nhá. Ôi anh đâu đủ quên. Tắt cái đấy đi xong mới xong bật lại mới mở không được. Có cái cài đặt gì mà đi con nét về đúng không? X hẳn cái DPS đấy ra đi xong vào lại. Click hết ra xong vào lại. Vào là mình phải bật full luôn. Cái này là trọng của cái này là setting. Là xong, là gì là nó copy.
tao chỉ tìm thêm một hai con nữa. Alo ạ? Alo ạ? Cái này chị làm đi để em chỉ. Nhá, con này nhá. Cái này lưu rồi đấy, được chưa? Cái tiếp vào đây, phát vào rồi đấy. Hỏi có vào chúng ta
tao xong hôm nào chị kêu vào kêu người hả? Thôi tao bảo là ừ thì tao bảo rồi tao nghe thế chứ mày không nghe thế về tí tao mày tao chỉ nghe đấy tao chỉ nghe đấy hắn tự tao thôi lại tùy ở đây thôi tùy ở đâu mà tiền đâu ra mày biết tiền đâu đây mày cứ vào làm tên thì bật ra là tên ở chỗ vậy mà mày biết mày ở đâu đây thì cũng là đêm người mà đêm người như là vào người đi vẽ khác là không biết mình nó có nhiều dạng mình biết sao quay bật là được chưa mất ra này ai mà cũng còn nhiều không Tuấn? Còn nhiều hết nhưng mà bật lên nhanh lúc nữa tầm 30 phút xong không? Tầm 20 phút xong. Quen tay thì nhanh không biết đây người làm rồi chẳng nhớ. Sao chị bảo con nào nó cũng bị như thế? Sao không bảo từ chiều đi đến giờ cuối giờ? Ủa? Tuấn nó bị kiểu quên đi. Bị kiểu đấy à? Đây đây đây. Mày đen lắm rồi mà. Không. Nhưng mà sao lại bị chị nào vẫn bình thường nhá. Ừ. Em vào mình sao đâu? Mày vào như nào? Bực cả mình ấy. Lấy số thôi cái mục thứ hai không, cứ làm bất là cái đấy mà là cái hai đi đấy. Nó cứ bảo mình bật kiếm tiền đi. Ủa, làm xong mới được bật mà. Đây, cái này để cho nó cứ bảo là mình bật kiếm tiền. Mình bật cái này thì mình bật một loạt luôn. Đấy, nó không bảo tất cả mà làm thế xong mới được. Ừ. Chứ mà đến chắc bật kiếm tiền luôn. Cái video nó sẽ bật kiếm tiền. Ta sẽ kiếm tiền mà bật lại thì tầng 3 là bên mới thì dễ dàng hơn, còn bên cũ chị vậy. Hôm nay về khoảng gì đây? Hôm nay tao còn một thời gian. Thế là tối được khai trương phòng mới à? Cho mọi người ăn uống gì đấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
to ra thì nó mới hiện cả cái đằng sau edit về nhiều cái đi bro cho số điện thoại con nhé mà bảo thế ai biết cả mình mà lỡ sao mày phải làm con nào xong thì mất mất như thế này đến phát ở đâu Lê, tí nữa tầm 10 phút nữa tắt được anh Nam rồi nhé. Nhớ em nhớ lại. Ai nhớ tắt được anh rồi nhé. Em không có phòng được. Sáu chứ. Tuần này đánh sao nhỉ? Hả? Sao không bật lên nhỉ? Ai? Ai đã sửa? Đã sửa đâu? Ấn vào khung ra chỗ ấy. Khung ra chỗ ấy. Có không ra lần này. Loát lại đi đã. Loát lại đi đã. Em làm lại cái sheet ở ngoài. Cái link ở ngoài. Đó, Thank you.
thì lỗi rồi. Là lỗi. Từ đó xem ba con đấy sẽ không viêm. Chứ được bật cái tiền con nào. Nó như nó đối tác như em nó có cái có cái chờ cả bao nhiêu hết không biết được rồi ai làm cái này thì Tuấn ạ à? Phải anh làm đâu ai vào tác kia làm ấy mà rất kiếm tiền luôn rồi mẹ ơi. Cô là giáo viên của tôi, nó gửi một số. Con mẹ thôi. Tao sao không đủ kiên nhẫn rồi đấy. Mẹ sao nó lâu đấy. Cái gì? Nghe nhận 18 cộng này là... Cái mẹ nó đi anh. Không, như là đồng tiền nó không màu xanh thôi, thành màu vàng rồi. Cái mẹ nó đi anh. Sao kiểu mẹ nó đến lấy số, kéo đi. Mà có ai bảo bị đây nhỉ? Nè, cái gì nó gửi là một tin nhắn thì tao biết con số nào. Đấy. Có gì xong và chị lại làm đi chị. Sao cái làm gì hả? Tiểu làm. Phải mẽ nó cao một con hoang trong nước mẹ tất kiểu. Cháu ơi. Ê cụ. Bắt đầu đi nào đấy ạ. Ê đi, bắt đầu rồi à? Ừ. Đi đi bên này. Đâu? Lấy cái xanh đấy. Đúng rồi. Đấy, mua cái xe cuối luôn, cái cuối luôn. Cái mi này, dưới bắp lên. Từ, ở đấy mà cái cuối thì ra. Không, được rồi. Nếu mà vào đấy là được. Cái này nó. Cái cái cuối cùng, đó cấp lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên chắc mới tiếng được, chẳng sao được. Hai tiếng giống nhau cho nó. Ở đây có thịt bút được. Đấy, thịt bút được. Ok vậy. Ừ, bắt lâu thế này á. Đúng rồi, đó bạn ơi. Ít máu, nó tắm được. Một đám một đám. Ôi, một đám tao về nữa chá. Tao cũng biết. Ai cũng biết. Tao nhà anh. Cần gì? Thương lại bảo nó không được về đâu ạ. Tao bỏ không được về, nó không được về. Nó không cho về, nó cứ về. Vâng. Hai cái xe này sẽ làm cảm nhé.
đây như của chị ấy. Mọi người rất ok như này là xong rồi hả? Ok là xong rồi. Hoàng Huệ. Đấy, 53 video thế là được đấy. Anh em ở dưới cũng ủng hộ mà, thì cứ làm đi, em không? Cứ làm đi xong đến hôm nay em đề xuất cho anh thường. Thôi thôi thôi, hết đi, anh đi rồi. Không có hy vọng rồi, yên tâm làm cái này đi, kiểu gì. Làm cái này Tuấn kiểu gì cũng trả cho mỗi người 200 đô một ngày. 200 đô? Đấy, không phải tay nhận. Để cố em ra ngân hàng. Đúng không? Hai trăm tôi bay YouTube thì nữa. Không, 200 đô bay YouTube thì không. 200 đô thôi. Mà phải là đô la Mỹ nhá. Chỉ mấy cái đã không có được phải vượt. Hả? Mấy cái đã có ngoài. Chưa áp thì vào PS. Chưa áp được. Cái kênh Thái Bình em đi lỗi tắt kiếm tiền. Chị vào chưa thấy.
Tuấn, cái gì? Có cái public mà nó hiện như này này. Ừ, đúng rồi. Nó hiện vàng ấy. Ờ, như nào? Nó hiện vàng á? Ừ. Mấy con như thế là? Ấn vào cái bảng hàng ấy. Vâng, biết rồi, ta học ta làm con thứ năm.
Nó bị vỡ lóc luôn. Nó bị vỡ lóc luôn thì kệ nó đi. Nó bị vỡ lóc luôn thì là không bẩn được. Anh chỉ mấy anh em bên dưới làm như nào đấy, có chỉ bật cái tiền các thứ không đấy? Alo, có chỉ cái video nào ẩn không đấy, anh có chỉ hết không đấy, tí lại phải sửa lại thì cũng không như nhau. Video dưới một tiếng là ẩn. Thế em chịu anh rồi. Anh Sơn nhắn lên trên nhóm thế mà anh không để ý. Ấn cái gì má? Thì mẹ nó 8 phút. Edit cái gì? Không cần phải edit. Thế bảo ấn một loạt đi, ấn thế nào? Ấn một loạt đấy. Mấy cái kia đang bỏ cái nào? Chị bỏ cái kia đi. Thì thôi, cái nào ấn thì ấn. Chị edit kìa. Edit. Edit. Xong, lấy cái ve, vi, vi gì đấy. Đó, đúng không đấy. Em biết là sao nữa. Một trên 50, trên 150. Thế là hôm nay cái cậu đã tóc được. À, tháng 6 không có đi. À, đã tóc được tối quá nào vậy mà. Không anh. Giờ là chỉ đi cắt con tổ thôi. Tối là dân sơn. Không tóc tóc là đi chơi. Mình đi hẹn hò. Thế hiểu sao không? Mấy hôm nay bạn Hương Mai trong cải thiện tình bạn với tao không biết. Thế hôm qua đi uống bia với Hương Mai á? Hôm qua nếu thì hôm nay tao bảo không đi đâu nữa, cho là hôm nay. Thế hôm qua thì sáng hay gì? Mệt. Mệt, làm gì đâu mẹ? Sao xong rồi lên rồi mẹ? Cố lên. Thế rồi, mày ơi, tao phải kênh có trong video rồi. Chứ không có trong video nhỉ? Chúng mình là
chuyện sắp nét này, chuyện sắp hay. Em tươi ạ. Đi. Tao không. Tao đang làm việc. Mày lại bảo lấy 5 tủ cái gì? Chị làm thế nào? Cái nào cơ? Đang có phát sang để lấy đạo bản văn nhật pháp. Chị vào cái gì đấy? Cái gì đấy? Đang dùng VPS à? Đúng. Sao nó to đấy? VPS này là chị không dùng cả VPS. Chẳng bán thế. À, thế chị dùng cái khác à? Chị dùng cái gì đấy? Cái remote đây là cái gì? Chị gửi cho em. Họ sẵn máy có sẵn máy em thảm gì nhỉ? Cái remote hình lên. Cái này à? Remote cái cơm. Có đây. Cái này thì đưa này đấy, cái này nó bắt Mary đấy. Chị định tìm số điện thoại đấy, nhấn đây là đấy mà bắt mail mà nhấn bắt rồi bắt ở đâu
bác ở bên ship kênh bật kiếm tiền xài kênh ship mà có thông tin mail số điện thoại các kiểu ấy. Đấy, 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 bên kia, bên kia. Chị có cái tên kênh không? Lòng rồi sang cái đảo kìa. Em cũng không. Có tích tất cả. Tích tất cả. Xe đi. Xong rồi. Chứ bây giờ tính xuyên thải đấy á. Không mấy. Không. Ê cu. Ở bên này nó không lốt là đi cái nào mà sao. Với trẻ con. Xuyên thải nào. Đưa không một bên này. Có cái xuyên thải đấy. Dạ, chị mở nhiều sheet lên, mở nhiều sheet lên. Và cái sheet số điện thoại. Sheet số điện thoại nữa. Bên này, bên này. Đấy, bên mình này, lướt lướt sang cái. Thế đấy là sao hả? Đấy, đang sử dụng bên này. Bên 3. Bên 3 ở đâu? Vẫn. Bên 3, bên số điện thoại. Cái gì nhìn? Bật kiếm tiền là xong hả? Chị nghĩ thế. Đúng rồi. Đây, bên 3 đâu luôn kìa. Cho em gọi cái điện thoại lấy luôn đi này. Anh mở gì? Nhiều bộ đấy được mà. Vì chị lấy cho em mấy con sao lên thả. Rất chi là làm nhỉ. Đó là một con. Eo ơi, giờ lấy được không? Anh này đến sau nó đang nhiều video. Tận 1.5 video, bao giờ mới xong? Để xong xong. Xong xong. Làm xong một cái. Ok. Có ai đang vào đi hai không? Anh em đi ba. Lấy giấy tầng 2 làm kênh của anh em. Để tự bật kiếm tiền đi. Đã xảy ra sự cố thì gửi mã xác minh cho bạn. Vui lòng yêu cầu cập nhật mật khẩu mới và thử lại. Kệ nó. Okay. Chị gửi lại đi cách khác để xác minh, xong nhấn gửi lại bạn, nhấn đứng đứng, nhấn gửi SMS luôn. Remote đấy nó nhanh hơn rồi. Đúng rồi, tôi vào luôn. Nó cũng không lag thế. Phải lag. Còn những video của tao rồi. Mày nắm lên mặt mày đi. Mẹ tự nhìn vào mình cứ sợ. Ôi trời ơi, chưa cái hận. Chưa đặt một cái nào. Thế máy mình chỉ đơ. Mẹ, trẻ con. Trời ơi. Trẻ con kiếm được tiền.